Chiều 8 tháng 9, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao dưới sự chủ trì của Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt. Liên quan tới vấn đề tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết. Đến nay thì cái số cửa tiếp nhận hồ sơ tại Cục lãnh sự đã nâng lên gấp đôi, từ 5 cửa lên 10 cửa. Và phần mềm đặt hẹn cái trực tuyến cũng được nâng cấp, tăng gần gấp đôi số lượng nhận cái lịch đặt hẹn online, hơn 100 lịch hẹn so với cái mức tối đa trước đây là 60, khoảng 60 lịch hẹn một ngày. Và Cục lãnh sự thì cũng bố trí cái bàn thông tin, dán thông báo, bản tin đăng trên các cái cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự để hướng dẫn thủ tục và khuyến nghị người dân sử dụng các cái hình thức nộp hồ sơ linh hoạt như qua đường bưu điện hoặc các cái cơ quan ngoại vụ địa phương được ủy quyền. Và các cái biện pháp trên đã mang lại nhiều cái kết quả rất là tích cực. Và trong thời gian tới thì Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, kiến nghị về tham mưu chính sách với cả chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự nói riêng cũng như các cái thủ tục lãnh sự nói chung và tăng cường phân quyền tiếp nhận hồ sơ, ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết nhanh chóng kịp thời các yêu cầu của công dân. Về vấn đề thị thực nhập cảnh cho các doanh nghiệp, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt thông tin. Thời gian qua với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch, chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, thì Bộ Ngoại giao đã rất là chủ động, tích cực kiến nghị các với chính phủ và về các chính sách, biện pháp mở cửa. Trong đó nổi bật là việc nối lại cái cơ chế miễn thị thực cho công dân 13 nước, nối lại cấp thị thực cho khách du lịch. Theo quy định tại luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam, thì khi mà người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam phải làm việc với cả các cái doanh nghiệp và dự án trong nước, thì phải thông qua cái thủ tục xin xét duyệt visa thị thực tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Thì sau khi mà Bộ Công an phê duyệt thì các cá nhân nước ngoài có thể nhận thị thực tại các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Và trong thời gian tới thì Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an cũng như các cái bộ ngành, cơ quan liên quan khác. Cũng tại buổi họp báo, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước ta trong thời gian tới.